trong cung đàn. Em giờ ở đâu? Hẳn vui duyên mới. 20 năm uống rượu còn đấy, uống qua tháng ngày cố quên đi người say hoài sầu không vơi. Tình chuyện ta tiếc uống thêm đi này, ôm giấc mộng lỡ làng. Những chiều lắm tiếng mưa rơi, đêm say chờ chẳng tàn. Cơn buồn thu tay lá rơi, nắp nắm mô một tên là. Anh giữ cho em nhấc bổng đi. Lấy số kèn chỗ này để áp sát vào đây được. À, để lấy số kèn trong này, đây nó có cái sắt. Đấy, trinh lên được cái bát ở dưới nữa mà. Đứng lên, còn có cái tủ hay hơn, có cái đấy để ngồi ôm. Rồi. Mời ôm quả chọc nữa. Toán là thôi được. Vừa xinh đúng không? Ăn mê mà. Nước mang cái nhiệt vào thân này. Anh chú không đi. Nhìn nhầm. Em hôm nay hai anh em chúng em với cả anh Đăng Khoa đi lắp một bộ karaoke DX5 cho chú nhân viên. Rất là quý. Hiện tại chúng em đã đến gia đình của cô chú. Cô có 10 giờ đói rồi. Gia đình cô mời chúng em ăn chuối. Em xin mời các bác và anh em ăn quả chuối với chúng em nhé. Xin mời các bác và anh em ăn Đăng Khoa. Chuyện chuộc đúng không? Không gian nhà cô chú rất là đẹp, nhà 7 tầng, hiện tại chúng em đang ở trên tầng 7. Cô chú rất là thân thiện, chúng em đến nhà cô chú mời ăn uống kiểu. Mời các bác anh em theo dõi video của chúng em tiếp theo nha. Chúc đỡ chúng em sẽ setup cho cô chú, hiện tại chúng em cũng khá là mệt rồi, chúng em nghỉ ngơi một chút. Các bác anh em xem video nhớ đăng ký kênh cũng như là cho chúng em một cái like, ủng hộ kênh Hòa Minh Trung Tố chúng em nhé. Xin mời các bạn chúng ta cùng theo dõi quá trình đi học rất hấp nha. Xin chào. Cảm ơn các bạn ăn bữa nhá. Cảm ơn cô. Quên mất là ông cơm mời cô. Cảm ơn cô nữa. Cái quạt này á? Cái quạt này tác dụng gì chú? Nó thông gió, cái tung của gió mà. À thế à? Thế nó hút kiểu gì? Một tí, bên kia của chú thì toàn bộ nó như này. Toàn bộ nó như này. À nó có cái khe này đúng không? Vâng. Em nhìn được Hà Nội ở trên cao này các bác nhé.
Vâng, cháu cảm ơn cô. Cô có thể tặng. Dạ, 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 dạ. Sông Cần đã mòn, hát nữa đi em. Cuộc tình ta chưa hết đoạn đường, hát nữa đi em. Khơi bên hồng đón nửa đêm em. Chuyện ngày xưa nhắc chi thêm buồn. Đời ai không có những tâm sự buồn. Chuyện ngày xưa nắng chưa ngả bóng dừa bên đường mòn hai đứa. Anh đánh đàn làm ca sĩ nghe cũng buồn lòng đi. Ngày đó đã xa rồi, thương tím rò lên môi. Thoáng qua trong đời, tình xưa tìm tới. Ai ngờ bây giờ sống lại giấc mơ. Hát nữa đi em, lấy vầng trăng tô đẹp mà. Hát nữa đi em, dù buồn vui cay đắng mặt nồng. Hát nữa đi em, mỗi bước dài đón hiền tương lai. Rồi ngày mai có nhau trong đời, đường đi hoa nở xanh vai tình.
làm việc đấy hả? Mình nói thật ông cháu bây giờ để chơi. À, ngày xưa nhưng mà vẫn còn nhiều đồ đạc không chứ? Nhiều chứ. Cầm rượu. Ôi dồi ôi, đúng là đồ nghề. Ôi xe đạp nhiều thì đấy, đấy, xe đạp thì chú nhiều lắm. Chú có vài trăm triệu tiền xe đạp. Kinh khủng luôn. Ly uống rượu này. Này, thơm thế. Nhiều rượu đấy, mùi toàn thơm mùi rượu nhỉ. Hôm nào mà sang đây uống rượu chú. Hôm nào rồi bắt xe, taxi chú. Rượu toàn rượu ngon. Không để rượu đây. Các bác và anh em có thể thấy là đây là rượu không, chúng không có rượu nhá, không có rượu động vật. Hoàng Long chúng em sang ăn rau ăn quả hết. Rau quả nó mới thơm này chứ. Được chú mời xuống hầm rượu nhà chú để tham quan. Rất là vinh dự cho Hoàng Long Âm Thanh Số chúng em. Hầm rượu nhà chú rất là rộng và thơm. Nhiều đồ nghề lắm. Chú không, không cho xem lên tầng 8, tầng 8 chú còn cái sửa nữa. À thế ạ. Một cái đấy, này. Chân đi. Cái cân này có cân không chú? Hả? Cân này có cân không? Cân thấp chứ. À đây, bao nhiêu cân? Xem là 10 cân. Sao lại có 4 cân? Chưa chỉnh. À không, cân này phải chờ. Vì cân này nó là cân ấy. Cân nó còn tính như sức khỏe nữa cơ. Bao nhiêu lâu chú? Không được xuống.